xin gửi đến máy Diệu Hiền từ Zoom 225 và xin máy của Định Nghi chuẩn bị ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Mô A Di Đà Phật. Con xin chào Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Con xin chào Lão Cư Sĩ Diệu Âm. Con xin chào ban tổ chức đường Zoom. Con xin chào các ba các má và anh chị em chư vị đồng tu. Kính bạch Lão Cư Sĩ Diệu Âm, con có câu hỏi cho mẹ con như sau. Xin Lão Cư Sĩ Diệu Âm từ bi giảng giải cho mẹ con ạ. Kính bạch Cư Sĩ Diệu Âm, mẹ con và bạn đồng tu đang tu ở đạo tràng Tùy Duyên cũng tu hành và hành theo pháp hộ niệm và cũng cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hiện tại hai nhà chúng con cũng đều được nhận ca hộ niệm và cũng đang được hộ niệm hàng ngày, cũng nghe pháp của Lão Cư Sĩ Diệu Âm trên Zoom. Ngoài ra hai gia đình chúng con một tháng phát tâm hai ngày tu niệm Phật cùng nhau, mỗi nhà một ngày, và ngày hôm đấy chỉ có niệm Phật và phát nguyện vãng sanh Tây Phương thôi. Như vậy có được không ạ? Hai gia đình chúng con phát tâm ra hai ngày tu riêng như thế có ảnh hưởng gì đến con đường vãng sanh của gia đình chúng con không? Kính xin Lão Cư Sĩ Diệu Âm chỉ dạy ạ. Gia đình chúng con xin tri ân công đức Lão Cư Sĩ Diệu Âm ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Ở Hải Dương ấy ạ. Ở viện. À, Di Đà Phật. Hàng ngày đi hộ niệm mà còn phát tâm thêm niệm Phật viên nữa, vỗ tay đi chơi, tháng tháng đi chơi, càng tinh tấn chừng nào càng vững chừng đó, càng niệm Phật nhiều chừng nào càng tốt chừng đó. Thân phận phàm phu chúng ta lấy cái công phu làm chính, lấy cái công phu để làm cái vốn, chứ chúng ta không có tài giỏi gì để nói rằng là khi ta cuối đời rồi ta nhất tâm nhị tâm thì đó ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đâu. Cho nên nếu mẹ và bạn bè mà cùng tổ chức như vậy rất tốt hoàn toàn không có cái gì là trở ngại cả. Và nên nhớ cho nhé, giả sử như một tháng mà mình có 20 ngày cộng tu riêng với nhau, vẫn phải nương vào đạo tràng, nương vào ban hộ niệm. Vì bây giờ chúng ta có thể ngồi chắp tay được, phải không mẹ? Mẹ đang ngồi với bên đó phải không? Đúng không? Nhưng mà lúc đó không dễ gì mình chắp tay đâu. Bây giờ mình nghe mang cái kiến được phải không? Lúc đó mình không biết cái kiến nào mà mang. Đúng không? Cho nên phải nhớ là cái lúc lâm chung khổ sở vô cùng, rất cần ban hộ niệm. Và cái lòng thành, lòng kính của mình được Phật lực gia trì, được chư Bồ Tát phóng quang gia bị, được chư hộ pháp bảo vệ, chúng ta mới an toàn vãng sanh. Và nhất là những vị Bồ Tát đó chính là cái đạo tràng đồng tu chúng ta, tới sát bên cạnh mình trực tiếp bảo vệ. Nhớ lắng nghe những người bên cạnh mình nhắc nhở, cũng giống như mình đi hộ niệm nhắc nhở cho người ta. Người bệnh mà nghe ta, ta mừng vô cùng. Người nào nghe nhiều nhất, vững nhất, người đó ta tin tưởng vững vàng là bản thân tốt nhất, thì ta cũng cố gắng làm y hệt như những người mà ta đã đi hộ niệm vậy nhé. Mẹ mình có đồng ý không? Nhất định nhé. Vui vẻ lên, vỗ tay đi chư vị. A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm cảm niệm và tri ân công đức của Lão Cư Sĩ Diệu Âm.